Sau gần 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Trong buổi sáng ngày 2 tháng 7, kỳ họp dành thời gian chất vấn Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ba nhóm vấn đề về trật tự an toàn giao thông, phát triển sản phẩm ô cốp và công tác đầu tư xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Trả lời chất vấn về môi trường đầu tư khu xử lý chất thải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện cho biết, Toàn tỉnh thu gom khoảng 734 tấn rác sinh hoạt trên một ngày, đưa về xử lý bằng phương pháp chôn lấp tại 15 khu xử lý bãi rác tạm trên địa bàn tỉnh. Giải pháp cho vấn đề xử lý rác thải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí và đề xuất hội đồng đánh giá nhà đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ hiện đại, ưu tiên đốt rác phát điện để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp. Trong điều hành phát triển kinh tế tỉnh nhà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho biết, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra kịch bản điều hành theo từng quý và có sự phân công thực hiện cụ thể, nhờ đó kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 12 giải pháp. Ông Phạm Thiện Nghĩa cho hay, theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế nông nghiệp, khôi phục và phát triển các doanh nghiệp, tiếp tục đưa nhà máy đi vào hoạt động, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tập trung cho các chương trình trọng tâm. Sắp tới, tỉnh sẽ tổ chức Mekong Startup lần thứ hai, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương khởi nghiệp. Đồng thời tập trung các dự án đầu tư công, kết quả các dự án đầu tư tư nhân. Tiếp tục xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân bằng những hoạt động cụ thể hơn, dần dần. Tại kỳ họp Đại biểu Hội đồng dân tỉnh thống nhất miễn nhiệm Đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với ông Nguyễn Văn Ký, Linh Mục Nguyễn Văn Ký và ông Trịnh Hoàng Phong. Bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa, chánh thanh tra tỉnh và bà Võ Phương Thủy, giám đốc Sở Công Thương. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo điều hành, chủ động linh hoạt hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các chính sách vừa được thông qua. Cùng với đó bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời ứng phó với những vấn đề phát sinh, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương đẩy mạnh phân cấp phân quyền cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số và phòng chống tham nhũng tiêu cực